Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay và ngày mai. Thưa quý vị và các bạn, từ đêm qua khối không khí lạnh mới đã được tăng cường xuống nước ta. Dưới tác động của không khí lạnh, các tỉnh thành phía đông bắc bộ trời chuyển nhiều mây và có mưa, cùng với nền nhiệt giảm xuống ở ngưỡng từ 15 đến 18 độ, trời rét. Sang tới ngày hôm nay, do trời nhiều mây và có mưa nên nhiệt độ ở thủ đô Hà Nội, thành phố Hải Phòng, Nam Định, Thái Nguyên, Phú Thọ sẽ giảm xuống dưới ngưỡng 21-23 độ. Khu vực vùng núi cao như tại Lạng Sơn, Cao Bằng, Tuyên Quang, Hà Giang, nhiệt độ thấp hơn chỉ trong khoảng từ 19-20 độ. Trong khi đó, ở các tỉnh phía Tây như tại Yên Bái hay Hòa Bình, nhiệt độ trong ngày cũng giảm chỉ còn ngưỡng từ 20-22 độ. Chỉ riêng tại khu vực Lai Châu, Điện Biên và Sơn La là không chịu tác động của không khí lạnh nên nhiệt độ vẫn cao, hầu hết đều trên ngưỡng 24 độ. Tuy nhiên, do đợt không khí lạnh lần này có cường độ không mạnh, vì vậy từ ngày mai 28 tháng 2 trở đi, nhiệt độ lại có xu hướng tăng dần trở lại. Nhận định xa hơn, đến khoảng ngày mùng 2 đến ngày mùng 3 tháng 3, khả năng không khí lạnh lại được tăng cường trở lại, tiếp tục gây ra mưa rào rải rác cho Bắc Bộ, nhiệt độ theo đó lại có xu hướng giảm, trời chuyển rét đến ngày mùng 4 tháng 3. Với miền Trung, không khí lạnh tăng cường lần này chỉ tác động tới khu vực phía Bắc đèo Hải Vân, từ Thanh Hóa trở vào đến Thừa Thiên Huế, khiến cho tại đây trời sẽ có mưa và mưa nhỏ rải rác bắt đầu từ rạng sáng nay. Đến trưa chiều ngày hôm nay, nhiệt độ ở phần phía Bắc giảm xuống chỉ còn từ 22-24 độ tại khu vực từ Thanh Hóa tới Hà Tĩnh. Còn từ Quảng Bình tới Thừa Thiên Huế, nhiệt độ dao động trong ngưỡng từ 24-26 độ. Tại phía Nam đèo Hải Vân, khu vực từ thành phố Đà Nẵng tới Bình Thuận, trời ít mưa hơn, ngày có nắng nhiều nên nhiệt độ vẫn cao, dao động trong ngưỡng từ 27-30 độ. Nơi có nhiệt độ cao nhất cả nước thời kỳ này vẫn là khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, thậm chí mức nhiệt còn tăng nhẹ thêm. Dự báo ngày hôm nay, trời tiếp tục nắng, với không chỉ các tỉnh thành miền Đông cùng Nam Bộ, mà cả khu vực Tây Nguyên đã xuất hiện những điểm có nhiệt độ lên tới 33-34 độ. Còn tại miền Tây của Nam Bộ, nhiệt độ thấp hơn, nhưng trong cũng dao động trong ngưỡng từ 31-33 độ. Trời không chỉ nắng mạnh mà còn khô, do độ ẩm giảm thấp trong ngày. Ở Tây Nguyên và Nam Bộ chỉ dao động trong khoảng từ 45-55%. Trạng thái thời tiết này dự báo sẽ còn tiếp diễn trong những ngày tới. Và tiếp theo sẽ là phần dự báo chi tiết thời tiết của các vùng trên cả nước. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Khu vực Hà Nội, nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, trời rét, nhiệt độ thấp nhất từ 16-19 độ, nhiệt độ cao nhất từ 18-21 độ. Phía Tây Bắc Bộ, nhiều mây có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Riêng Bắc Sơn La, Điện Biên, Lai Châu có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ, đêm và sáng sớm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 16-19 độ, có nơi dưới 15 độ, nhiệt độ cao nhất từ 19-22 độ, riêng khu Tây Bắc là từ 24-27 độ, có nơi trên 28 độ. Phía Đông Bắc Bộ, nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa nhỏ, giữa vùng núi có mưa, mưa rào và có nơi có dông, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, vùng ven biển cấp 3, trời rét, nhiệt độ thấp nhất từ 16-19 độ, vùng núi có nơi dưới 15 độ, nhiệt độ cao nhất từ 18-21 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, nhiều mây có mưa vài nơi, giữa khu vực phía Bắc gần sáng và ngày mai có mưa, mưa nhỏ rải rác, gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2, cấp 3, phía Bắc trời lạnh, nhiệt độ thấp nhất từ 18-21 độ, phía Nam có nơi trên 21 độ, nhiệt độ cao nhất phía Bắc từ 21-24 độ, phía Nam từ 24-27 độ, có nơi trên 27 độ. Các tỉnh từ Đà Nẵng tới Bình Thuận, có mây, đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng, gió đông đến đông bắc cấp 2, cấp 3, đêm và sáng sớm trời lạnh, nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ, phía Nam có nơi trên 23 độ, nhiệt độ cao nhất từ 27-30 độ, có nơi trên 30 độ. Tây Nguyên, có mây, đêm không mưa, ngày nắng, gió nhẹ, đêm và sáng sớm trời rét, nhiệt độ thấp nhất từ 16-19 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ, có nơi trên 33 độ. Nam Bộ, có mây, đêm không mưa, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ, có nơi dưới 21 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.
Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4-10 km trong mưa. Gió đông bắc cấp 6, giật cấp 7 biển động. Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông đông bắc cấp 4. Khu vực biển từ Quảng Trị tới Quảng Ngãi có mưa vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam đến đông cấp 3, cấp 4. Khu vực biển từ Bình Định tới Ninh Thuận có mưa vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông đông bắc cấp 3, cấp 4. Khu vực biển từ Bình Thuận tới Cà Mau có mưa rào vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 3, cấp 4. Khu vực biển từ Cà Mau tới Kiên Giang không mưa. Tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Bắc Biển Đông có mưa vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7 biển động. Quần đảo Hoàng Sa có mưa vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4, cấp 5. Vùng giữa Biển Đông có mưa rào vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông đông bắc cấp 4, cấp 5. Vùng Nam Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Quần đảo Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Vịnh Thái Lan không mưa. Tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay của chúng tôi đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.